ơi. Và bây giờ mình sẽ qua nhà tặng cho những người trong Lại Sinh Tố Team nha. Và người đầu tiên mình tặng vàng đó chính là chị Mèo. Chị Mèo ơi, chị Mèo ơi, có nhà không vậy chị Mèo ơi? Cái gì vậy? Hôm nay em có một cục vàng nè, em tặng cho chị nè, thấy chưa? Cái gì vậy? Tôi rồi, nằm mơ đi, tôi mới trả lại. Đi đây. Trời ơi, đáng ghét, chứ Hai Chi trốn từ đâu vậy? Hả? Ở đây là một cái gì? Một cái chỗ trốn bí mật của Hai Chi sao? Vậy là Hai Chi đã rình mò và lấy cục vàng của mình rồi. Hai Chi ơi, trả cục vàng lại cho tôi. Sao ông lại lấy cục vàng của tôi tặng chị Mèo vậy? Trả lại cho tôi nhanh lên. Trả cái gì, bữa ông ăn cắp cục kim cương của tôi, giờ tôi lấy lại cục vàng, đúng rồi. Tôi có ăn cắp đâu, ông nói xạo hả? Tôi làm gì có ăn cắp không, cục kim cương nè. Tôi không quan tâm. Giờ tôi tát ông trong trò chơi trốn tìm triệu đô. Nếu như ông thắng tôi sẽ trả ông gấp đôi. Cái gì trốn tìm triệu đô? Nhưng mà là cái gì vậy? Đó chính là trốn tìm Speakerman kim cương, TV man vàng và camera MG. Và đó chính là trốn tìm triệu đô. À thì ra là như vậy sao? Nếu như bây giờ chơi trốn tìm thì đây là nghề của mình đúng không các bạn? Mình sẽ lựa chọn con TV man này. Tôi chọn cái này. Ok luôn, được rồi, biến hình thôi mọi người ơi, hay chưa? Yeah, tụi mình đã biến thành những phiên bản triệu đô nè các bạn ơi. Được rồi, bây giờ ai sẽ là người đi tìm đây? Đương nhiên là tôi rồi, lần này tôi sẽ thắng cho coi. Được rồi, vậy thì bây giờ tôi với chị Mèo sẽ đi trốn nghe tạm biệt Hai Chi, đếm cho chị Mèo đó. Rồi, đi thôi chị Mèo ơi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Trốn chỗ nào ta, trốn chỗ nào ta? Mình có cách rồi, mình sẽ chụp hình. Chụp hình cái nè. Giờ mình sẽ treo bức tranh này lên tường. Rồi, một bức tranh Emerald siêu đẹp luôn. Rồi, chưa vậy bức tranh trốn nào? Ủa, thì ra là chị Mèo trốn cho một bức tranh Emerald sao? Ủa, ý tưởng khá là hay đó nghe. Bây giờ tới mình sẽ sử dụng cái này nè. Các bạn có thấy trên tay mình là cái gì không? Đây là một cây súng TV bằng vàng. Bây giờ mình chỉ cần bắn một cái thôi thì nguyên ngọn núi này nó sẽ trở thành vàng luôn nè. Hay chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Chỗ này nó đã trở thành địa bàn của mình rồi. Bây giờ mình chỉ cần leo lên trên này và mình ẩn nấp thôi là thì chắc chắn Hai Chi sẽ không thể nào mà tìm ra được. 90, 95, 100. Đi tìm tao nào. Mọi người ơi, đang trốn đâu vậy? Hình như là mình đã nghe tiếng của Hai Chi rồi kìa. Hai Chi đã đếm xong rồi sao? Nhưng mà bây giờ các bạn hãy coi mình sẽ đi quan sát Hai Chi thử cái coi nào. Mình có khả năng phân tách cơ thể của mình ra nên bây giờ mình sẽ để cho cơ thể của mình trốn ở đây. Còn mình thì sẽ bay qua bên kia. Mình quan sát Hai Chi coi nào. Kìa, Hai Chi đang đứng ở đó kìa. Sao Uyên đâu rồi? Chị Mèo đâu rồi? Sao Uyên, chị Mèo đâu rồi? Sao mà tìm được? Chỗ trốn của tôi là hơi bị đỉnh luôn à. Trời ơi, sao tìm hoài không ra vậy? Tức quá đi à. Mình sẽ triệu hồi ra con nhện loa kim cương để đi tìm chị Mèo với Sầu Uyên. Rồi, giờ ngươi đi tìm chị Mèo cho ta đi. Đây, hướng này á, ồ, nó dẫn mình vô siêu thị sao? Ồ, nó chỉ mình vô bức tranh gì lạ quá vậy ta? Đó là một bức tranh Emerald mà. Nhưng mà, chị Mèo cũng là Emerald, mình hiểu rồi. Chui cho tôi. À đù, hình như là bây giờ Hai Chi đã tìm được chỗ của chị Mèo rồi kìa. Cô tì ra, chị Mèo trốn trong đây á. Giờ thì chị chết nè. Trời ơi, Hai Chi tìm thấy rồi, chết rồi. Giờ còn sao ý thôi, đi kiếm nào. Không ổn, mình phải quay về lẻ lên. Ừ, Hai Chi hình như đang phát hiện cái chỗ của mình thì không xong rồi. Ừ, có nhập vô, nhập lại hơn sáng này thấy chưa? Vậy là Hai Chi không tìm được mình rồi. Lẻ lên, sao ý nè. Sao không biết tới đây vậy? Giờ thì chết đi nè. Ây da. Thấy tôi ai trả tôi là bậc thầy trốn tìm mà. Trời ơi, xui thiệt luôn á. Nhưng mà không sao, tại vì hồi nãy là do tôi chủ quan thôi. Nhưng mà bây giờ thì tới mình sẽ đi tìm. Mình sẽ cho mọi người coi bậc thầy trốn tìm là như thế nào. Mọi người đi trốn đi, tôi tìm cho nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Được rồi, bây giờ mình sẽ xây cho mình một quán karaoke và mình sẽ trốn trong đó luôn. Bây giờ mình sẽ tạo qua nó nè. Ẩn bậy, ây cha. Quán karaoke của Speakerman kim cương. Hai, bây giờ mình sẽ biến cái ngân hàng này thành cái camera xuất hiện đi. Nguyên camera ngân hàng nè. Đây rồi, một cái căn nhà camera. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trốn rồi. 90, 95, 100. Mình đã đếm xong rồi. Không biết là hai người kia đã trốn ở đâu nữa. Nhưng mà không để mất công đi tìm, bây giờ mình sẽ sử dụng đến năng lực của mình. Mình sẽ tách cơ thể của mình ra, hỉ cha. Và bây giờ mình có thể bay vòng vòng, mình đi tìm bọn họ rồi nè. Được rồi, bay vòng vòng tìm thôi nào. A few moments later. Sao tự nhiên tôi tìm hoài mà chả thấy cái dấu vết nào của ai chứ vậy trời. Đêm đêm người mùi ơi. Ủa, giọng đó là giọng của Hai Chi mà. Nó phát ra từ sau lưng nhà của anh Mát sao? Giờ mình qua đó mình xem thử cái coi. Ui, cái gì đây? Karaoke. Hai Chi đang làm gì bên trong vậy ta? Đêm đêm người mùi ơi, mùi hoa xứ nhà này. Hả? Hai Chi đang hát karaoke sao? Cái gì hoa xứ nhà này?
rồi tôi bắt hai chị ơi. Bây giờ mình đã trở lại với hình dạng của TV Man rồi đây. Ủa hai chị ơi đang hát hả? Đang hát hả? Hát được, hát à, do em nha. Rồi tôi hát đi, tôi cũng là ca sĩ nè. Đêm đêm về quê hương, mùi hoa xứ nhà em. Ủa, tự sao ổng ở đây ta? Ê, mày ơi. Ủa, thấy ổng có quen hả? À? Ơi đi đâu vậy? Hát chung với tôi nè, bay mà luôn. Để bây giờ mình bay vòng vòng coi thử coi chị Mèo đang trốn ở đâu vậy ta. Thôi được rồi, bây giờ mình bay ngang coi thử chỗ này coi có gì không ta. Các bạn đã, hình như là tôi thấy có gì đó lạ lạ đúng không? Ủa, cái ngân hàng đâu mất tiêu rồi? Sao bây giờ nó thay thế bằng cái cục gì bự chà bá vậy ta? Mình đã trở lại với hình dáng của cái tivi rồi đây. Mình đã đi đến chỗ này và mình thấy cái này nó quen quen. Nói như là một cái camera đúng không ta? Để bây giờ mình xem thử coi bên trong cái camera này có gì. Ủa, nó có một cái đường vô. À, nó đang dẫn xuống đâu vậy ta? Nó đang dẫn mình xuống một cái đường hầm. Ủa, hả? Đây là một cái mê cung mà. Chết rồi, mấy cái mê cung thế này mình không biết cách nào để vượt qua cả. Ôi, nên đi hướng nào mới tìm được chị Mèo đây ta? Chị Mèo cũng hay vậy, cô nên tạo ra nguyên một cái mê cung emerald như thế này luôn á. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải phân tách cơ thể tôi ra một lần nữa. Thấy chưa? Tách ra rồi nè. À, đây là một cái mê cung siêu rộng luôn sao? Em phải nè, mình thấy đằng kia có cái gì ta? Từ từ bay lại đó coi cho được. Ui, ôi trời ơi, cái gì vậy? Sao mà tiền nhiều kinh khủng luôn vậy mấy bạn ơi? Ở đâu ra tiền quá trời vậy? À, khoan từ từ. Sao cái đống tiền thì tôi thấy có cái đầu của ai ta? Từ từ, vô đây. À, chị Mèo đây rồi. Ê, trốn trong đống tiền như vậy thì ai cũng biết được. À, thì ra là đang ở trốn sau một đống tiền sao? Bây giờ tôi sẽ đi đến đó một cách nhanh chóng thôi. Như là mình đi hướng này đúng không ta? À, thấy cái cửa rồi. Trời vô đâu. Ui ôi ôi, chứ lời tiền đâu mà giữ vậy ta? Nhưng mà không sao, mình sẽ cho đống tiền này biến mất luôn. Hi cha. Quá. Trơn tiền rồi chị Mèo à. Chị Mèo đi rồi nha. Sao sao đi thấy được mà đi ai trời ơi. Em bật tay chút tiền bây giờ em chỉ cái nè. Đi bội luôn. Vậy là mình là người đã chiến thắng ở vòng số 2 này. Tức quá à, thua nữa rồi không chịu đâu. Trời ơi, tại chị chơi dở chị Mèo ơi. Mà em với Hai Chi thì mỗi người đều có một điểm rồi nè. Đúng rồi. Ê, được rồi, đừng để lần này để chị đi tìm cho mấy đứa đi trốn đi. 15, 20, 25, 30, 35, 40. Là mình sẽ chờ sự giúp đỡ của máy bay speaker kim cương. Đúng đây. Được rồi, ta leo lên nè. Chở ta lên trên kia đó nào. Ok các bạn à, bây giờ đến lượt của mình trốn thì mình mới suy nghĩ ra một ý tưởng khá là hay luôn nè. Sao mình không thử phân thân mình ra nhiều phiên bản TV Man khác nhau để cho mọi người đi tìm thử và lúc đó mình sẽ ẩn trốn một nơi cực kỳ bí mật luôn. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nha. Thấy cha 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 cha. Hiện tại trước mặt của các bạn đó là TV Man Parker luôn và mình chỉ là hạng thật. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra thêm rất là nhiều luôn thì chắc chắn là mọi người sẽ không thể nào tìm ra được mình. 90 chính là 100 đi tìm thôi. Ủa nhưng mà trước mặt mình là cái gì mà sao nhiều sầu riêng tiêu y quá vậy? Ai à, hay là mình lại mình bắt sầu riêng mới được. Ê sầu riêng nè. Ủa mất tiêu rồi. Ủa cái này phải sầu riêng hả? Trời ơi, ở đây toàn là sầu riêng TV Parker không à. À khoan đã, không thấy được sầu riêng nhưng mình đã thấy được Hai Chi rồi nè. Mình sẽ bắt Hai Chi thôi. À, cái gì chóng mặt quá vậy, chóng mặt quá vậy. Đi được Hai Chi rồi. À nhưng mà, ủa khoan, sầu riêng ở đâu bây giờ? Sao ở đây nhiều sầu riêng Parker quá vậy? Mình đã tạo ra một đống sầu riêng gọi là TV Parker đằng kia rồi kìa. Bây giờ chị Mèo sẽ không thể nào tìm được mình đâu. À này không phải nè, không phải luôn. Không phải. Sao luôn. Không phải được phải chơi luôn. Bây giờ người hiện đang đứng ở trên này mà. Ôi các bạn ơi, trời cũng đã tối rồi mà bây giờ chị Mèo vẫn không tìm ra được mình. Tức là mình đã giành chiến thắng rồi sao? Hello mọi người, nghe tôi ở đây nè. Trời ơi, sao chị Mèo chìm dở quá vậy? Vậy là sầu riêng giành chiến thắng luôn rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy là bây giờ mình tỷ số là 2 điểm. Chị Mèo là 0 điểm và còn Hai Chi là 1 điểm. Mình giành chiến thắng các bạn ơi. À, chị đâu có ý đâu, ai ngờ sầu riêng nó trốn dở vậy. Bây giờ cái số tiền này là của tôi rồi các bạn ơi. Ok, video đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn muốn coi video liên quan về TV Man trở nên sao muối, các bạn có thể đến một video này nha. Còn bây giờ thì